Chào các em học sinh khối 7 đến với buổi học của môn mỹ thuật. Thì chủ đề đầu tiên của bộ môn mỹ thuật của chúng ta đó là bài họa tiết, trang trí và ứng dụng. Ở bài này thì bài đầu tiên chúng ta sẽ học đó là bài vẽ trang trí, tạo họa tiết trang trí. Thì ở phần tạo họa tiết trang trí này chúng ta sẽ có 3 nội dung. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về phần quan sát nhận xét, để tìm hiểu về những cái họa tiết trang trí trong cuộc sống, trong thiên nhiên. Phần thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo họa tiết như thế nào, có thể là đơn giản hoặc là cách điệu cho phù hợp với việc trang trí. Và cuối cùng chính là phần thực hành của các em. Ở phần quan sát nhận xét thì chúng ta cùng quan sát một số những cái họa tiết trang trí của các công trình kiến trúc ở Việt Nam. Chúng ta thấy là các họa tiết trang trí ở những công trình kiến trúc nhằm làm cho những cái công trình tôn lên vẻ đẹp cho các công trình kiến trúc và làm cho nó mang cái đặc trưng riêng. Cứ mỗi một triều đại thì chúng ta thấy là cách trang trí của đình chùa là những cái lăng tẩm nó khác nhau, nhằm phục vụ cho việc trang trí về kiến trúc, làm tôn lên cái công trình kiến trúc thêm độc đáo và sáng tạo của người dân Việt Nam. Và theo chúng ta cũng xem họa tiết trang trí được sử dụng trên trang phục như thế nào. Thì chúng ta biết là áo dài Việt Nam là trang phục truyền thống và cũng theo thời gian thì nó cũng đã được cách tân. Thì chiếc áo dài không chỉ dành cho nữ mà cũng có thể là dành cho nam, với những cái họa tiết cách điệu như chúng ta đã thấy ở hình của một cái bạn mẫu nam mặc trang phục áo dài cách tân dành cho nam, rất nhìn rất là sang trọng và nam tính. Hoặc là kế bên chúng ta thấy hình ảnh của chiếc áo dài Việt Nam cũng được cách điệu và trang trí bằng những cái họa tiết rất là đẹp, nhìn rất là lộng lẫy và kiêu sa. Và không chỉ dừng lại ở trang phục áo dài thì đối với người dân tộc thiểu số, chúng ta cũng thấy là họa tiết cũng được trang trí trên những cái vải thổ cẩm mà họ mặc. Đường nét thì rất là đơn giản. Còn ở trong và họa tiết trang trí còn được sử dụng trên những cái tấm thảm lót sàn, để trên những cái căn nhà làm cho tôn lên vẻ đẹp của căn nhà thêm trang trọng. Hoặc là họa tiết trang trí chúng ta cũng hay thấy ở trên mặt trống đồng mà ông cha ta đã trang trí làm tôn lên cái vẻ đẹp của mặt trống, rất là độc đáo. Đường nét thì rất là đơn giản nhưng mà cũng đã thể hiện được phần nào những cái cảnh sinh hoạt của con người, của động vật thời đó. Hoặc chúng ta cũng có thể nhìn lên trên những hình trên, những hình ảnh này chúng ta cũng hay thấy rất là gần gũi đối với chúng ta, đó là những cái lọ, chiếc lọ hoa được trang trí bằng họa tiết với màu sắc nhìn rất là đẹp mắt. Hoặc là những cái lọ hoa trắng được điểm tô thêm những cái nhánh đào, nhìn với cái cách trang trí khác nhau làm tôn lên vẻ đẹp của lọ hoa. Kế bên đây chúng ta cùng quan sát hình ảnh của chiếc đĩa cũng được trang trí rất là đẹp. Đây là hai cái chiếc đĩa được trang trí rất là sinh động với hình ảnh của hoa và các con vật như là chim hoặc là chuồn chuồn. Và đây là họa tiết được sử dụng trên gốm sứ.
À, chúng ta cùng thấy là họa tiết được sử dụng trong in vải mà chúng ta may quần áo. Như vậy thì chúng ta thấy được tầm quan trọng của họa tiết trang trí. Đúc kết lại thì chúng ta ghi cho cô những cái thông tin sau đây. Thứ nhất, họa tiết trang trí rất là phong phú và đa dạng, và nó có công dụng là làm cho mọi vật đẹp hơn. Và họa tiết trang trí được ứng dụng rất là nhiều trong đời sống của chúng ta. Phần này thì các em ghi giùm cô hai cái ý trên ha. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu sang phần cách tạo họa tiết. Ở phần tạo họa tiết thì cô có hình minh họa cho các em thấy từng bước như thế nào. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn nội dung họa tiết, không chỉ là hình ảnh con cá ngựa này mà chúng ta có thể lựa chọn bông hoa, chiếc lá hoặc bất kỳ những cái con côn trùng, ví dụ là con bướm, con chuồn chuồn, vân vân, những con vật nào mà mình yêu thích. À, chúng ta đều có thể là lựa chọn nó để làm thành họa tiết trang trí. Và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ dựa trên cái hình ảnh đó để chúng ta vẽ lại hình dáng đơn giản hơn theo cái nét của chúng ta, có thể là lược bớt đó. Và bước tiếp theo nữa là chúng ta trang trí cách điệu, vẽ thêm những cái đường nét chi tiết trang trí, ví dụ về mắt, về trên cơ thể của các con vật, hoặc là trong những cái trang trí bằng những cái hình đơn giản nhất, có thể là hình tam giác, hình vuông, hình tròn, hoặc là những cái nét lộn cong. Rồi tiếp theo là phần chúng ta sẽ thể hiện màu sắc. Thì ở đây cô có ghi, thứ nhất là lựa chọn nội dung họa tiết, sau đó chúng ta sẽ quan sát và quan sát thôi, khỏi cần phải ghi chép lại ảnh hoặc mẫu thật, mà chúng ta dựa trên cái quan sát đó để chúng ta đơn giản hoặc cách điệu từ thực tế để tạo thành những cái họa tiết mới theo ý thích của mình, nhưng cũng phải gọi là giữ nguyên được hình dáng ban đầu của con vật. Và chúng ta sử dụng cách tạo họa tiết bằng hai cách, một là đơn giản là lược bớt những cái chi tiết rườm rà, còn cách điệu là chúng ta biến tấu thêm nét ở các bộ phận để cho ra những họa tiết mới nhưng vẫn giữ được đặc trưng của hình dáng mẫu. Và cuối cùng là chúng ta dùng màu sắc để làm cho họa tiết nổi bật. Và ở hình bên dưới thì cô cho các em thấy là chúng ta có thể vận dụng những họa tiết này vào trang trí một cái hình hình chữ nhật, là hình vuông, hình tròn theo ý thích của mình. Đây chúng ta cùng tham khảo về các bước, ví dụ như là từ hình ảnh con bướm như thế này. Bướm đầu tiên chúng ta thấy ở ngoài thực tế, và chúng ta có thể vẽ lại hình ảnh con bướm cũng dựa trên hình ảnh đó, nhưng bên trong chúng ta trang trí theo một dạng khác, chúng ta phân mảng ra. Mỗi một mảng chúng ta có thể tô màu, chuyển màu, hoặc là hình kế tiếp cũng vậy, chúng ta có thể đơn giản hóa hình dáng con bướm lại đó. Và cách trang trí cũng vậy, đơn giản theo tùy theo khả năng của từng bạn mà chúng ta trang trí. Bạn nào vẽ được tốt, thể hiện được nhiều thì chúng ta trang trí nhiều, còn bạn nào đơn giản hóa thì chúng ta chỉ cần vẽ một cách đơn giản nhất. Chúng ta nắm được là gì? Phần thân bướm nè, đầu bướm, hai cái râu bướm và hai bên là hai cái cánh bướm là được. Hoặc là bên dưới chúng ta thấy là họa tiết được sáng tạo từ những cái chiếc lá trong thiên nhiên, và vẽ lại hình chiếc lá đơn giản nhất, hoặc là tạo hình dáng đơn giản như thế này, sau đó chúng ta phân ra từng đường nét ở bên trong chiếc lá để tạo thành những cái vân lá theo ý thích của mình.
Và đây cũng có thêm một số những gợi ý cho chúng ta trong cách trang trí những cái con bướm mà mấy bạn có thể tham khảo thêm để làm cho cái họa tiết của mình nó được phong phú và đa dạng. Và đây cũng gợi ý thêm một số những cái cách trang trí hoa sen, cách tạo họa tiết hoa sen với nhiều kiểu hình dáng khác nhau. Thì ở đây mấy bạn cũng, các em cũng có thể tham khảo. Nếu bạn nào thích vẽ hoa sen thì chúng ta có thể tham khảo và có thể lượt bớt hoặc là thêm vô theo ý thích của mình, nhưng phải đảm bảo được hình dáng của hoa sen, nhìn là chúng ta biết à đây chính là hình ảnh hoa sen đơn giản hoặc là cách điệu. Và kế bên chính là hình ảnh của mây. Hình ảnh của mây chúng ta thấy rất là nhiều trong thiên nhiên, và đây cũng là phần đơn giản và cách điệu những cái đám mây ở trên trời cũng có thể đưa vào trong trang trí. Hoặc là kế bên chúng ta thấy đây là hình sóng nước cũng được đơn giản và cách điệu hóa để nhằm phục vụ cho việc trang trí. Ở phần thực hành thì chúng ta sẽ lựa chọn tùy theo ý thích chúng ta sẽ lựa chọn hình ảnh hoa, lá, mây, sóng nước hoặc con vật, côn trùng nào đó mà chúng ta yêu thích. Nói chung là con vật hay là hình ảnh hoa lá nào trong thiên nhiên nhà mình có sẵn, mình có thể chọn để làm thành họa tiết trang trí theo ý thích của mình. Trước khi mà mấy bạn thực hành thì mấy bạn hãy cùng tham khảo một số những cái hình ảnh đã được trang trí như là hoa sen nè, kế bên là hoa lan nè, rồi hình ảnh của con cua nè, con tôm nè, con bướm nè, con gà và con sóc đó. Thì chúng ta biết được phần nào cái cách tạo trang họa tiết trang trí như thế nào và cách sử dụng màu như thế nào cho phù hợp. Thì đây là phần thực hành của các bạn, và chúng ta sẽ thực hành trong thời gian là 20 phút. Mỗi bạn sẽ trang trí một họa tiết theo ý thích trên giấy A4, và thời gian thực hành để chúng ta bắt đầu ha. Cuối cùng là phần hướng dẫn về nhà, thì các bạn về nhà hoàn thành bài thực hành họa tiết mà cô đã cho các em làm tại lớp. Và bước tiếp theo thì mấy bạn xem trước bài tạo dáng và trang trí lọ hoa. Thì bài này cũng tương đối dễ, cho nên là ở nhà mỗi em sẽ tự tạo dáng sẵn một hình dáng một lọ hoa trên giấy A4, hoặc cũng có thể sử dụng giấy màu để chúng ta cắt sẵn hình dáng lọ hoa nhằm để phục vụ cho tiết sau. Tiết sau chúng ta sẽ vận dụng những cái họa tiết mà chúng ta đã tạo được trong tiết này để trang trí vào cái lọ hoa mà mình yêu thích. Và nếu như mà chúng thì dụng cụ chuẩn bị thì chúng ta chuẩn bị cho cô bút chì, gom, màu vẽ hoặc là giấy màu, kéo, keo dán nếu bạn nào chúng ta lựa chọn cắt dán. Bài học của chúng ta tới đây là hết. Thân ái chào các em. Chúc các em nhiều sức khỏe.